Dược mỹ phẩm là Ben Cosmeceuticals chống lão hóa, giúp trẻ hóa da, làm căng da mặt, trừ tận gốc da bị nám, tàn nhang, đồi mồi, mụn và mụn thịt bằng phương pháp thiên nhiên rất hiệu nghiệm. Nó nám hết nguyên một cái má bên này, nám rất là nặng. Thì Ái Loan xài 3 tháng thấy cái vết nám nó mờ rất là nặng. Sản phẩm được chế tạo dựa trên 20 năm nghiên cứu thành công về ngành da của tiến sĩ y khoa bệnh học Nguyễn Tường Vũ. Với các khám phá và phát minh y học đã được công nhận và trao tặng nhiều giải thưởng nghiên cứu y khoa quốc tế. Cái nguyên một cái cuộc cách mạng mới trong cái ngành thẩm mỹ về vấn đề nám da, chúng tôi không có làm cái phương pháp tẩy hoặc lột hay là làm laser những cái phương pháp cũ nữa, mà cái phương pháp mới đó là mình transform cái da, mình làm cho những cái tế bào da nó trẻ hóa, nó hoạt động lại bình thường. Khi mà những cái tế bào nó hoạt động lại bình thường đó thì cái tương tác giữa các tế bào da và tế bào tạo hắc tố trở lại bình thường. Và chính vì như vậy đã khiến gốc và gây ra nám nó hết. Bởi vậy cho nên Titi đi đâu thì cũng nghe phái đẹp nói với nhau về Laban và khen ngợi về cái sự thành công cũng như cái hiệu quả của sản phẩm này.